Chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Phía trước màn hình chúng ta có một nút đăng ký màu đỏ. Anh em vui lòng nhấn vào nút đăng ký để theo dõi kênh và sẽ luôn nhận được nhanh nhất, sớm nhất những video clip mới nhất do Bá Hùng Audio thực hiện. Clip lần này giới thiệu với anh em bộ 5 đĩa CD ở trung tâm làng văn tái bản chính hãng, giá 250.000 đồng một CD. Anh em nào mua chọn bộ 6 đĩa CD, 5 đĩa CD trên màn hình em sẽ bao ship toàn quốc. Anh em lấy lẻ là 200.000 đồng một CD chưa bao gồm ship. Mọi nhu cầu về đĩa CD, anh em vui lòng nhắn tin qua Zalo hoặc gọi điện thoại số điện thoại 0976 262 263. Em xin cảm ơn. Đầu tiên, chúng ta đang nghe giọng hát của ca sĩ Lưu Hồng với album Đôi Ngã Đôi Ta, gồm 10 bài hát: 1 Cay Đắng Tình Đời, 2 Gõ Cửa, 3 Yêu Một Mình, 4 Về Đâu Mái Tóc Người Thương, 5 Đôi Ngã Đôi Ta, 6 Thần Điêu Đại Hiệp, 7 Chuyện Tình Lan Và Điệp, 8 Nếu Hai Đứa Mình, 9 Chờ, 10 Nếu Đời Không Có Anh. CD số 2, CD Trên Đỉnh Đau Thương. CD này của ca sĩ Elvis Phương và Hương Lan. 1 Buồn Không Em, 2 Niềm Vui Đơn Côi, 3 Tình Đẹp Như Mơ, 4 Bao Giờ, 4 Mình Mất Nhau Bao Giờ, 5 Cỏ Úa, 6 Đà Lạt Cô Liêu, 8 Chuyện Ca Trên Đỉnh Đau Thương, 9 Đoạt Khúc 1 Cánh Hoa Duyên Kiếp, 10 Đoạt Khúc 2 Tạm Biệt. Em xin lỗi, bài 7 là Chuyện Ca Trên Đỉnh Đau Thương, gồm các bài hát là Đoạt Khúc 1, Đoạt Khúc 2, Đoạt Khúc 3, Đoạt Khúc 4. Bài 8 Vòng Tay Chờ Đợi, bài 9 Tình Hè. CD số 3 là CD của ca sĩ Khánh Ly, Khánh Hà và Tuấn Ngọc. CD này gồm 10 bài hát: 1 Nuối Tiếc, 2 Nếu Xa Nhau, 3 Lệ Đá, 4 Giọt Nước Mắt Ngà, 5 Chiều Nay Không Có Em, 6 Mùa Thu Trong Mưa, 7 Tan Tác, 8 Trở Về Bến Mơ, 9 Rồi Mai Tôi Đưa Em Về, 10 Thuở Ban Đầu. CD số 4 là CD của ca sĩ Hương Lan và Duy Khánh, Mưa Trên Phố Huế, 1 Mưa Trên Phố Huế, 2 Con Đường Mang Tên Em, 3 Xin Yêu Tôi Bằng Tình Người, 4 Nhật Ký Của Hai Đứa Mình, 5 Sau Ngày Hành Quân, 6 Nén Hương Yêu, 7 Đường Sang Nhà Em, 8 Đêm Bơ Vơ, 9 Đôi Ngả Chia Ly, 10 Một Bàn Tay. CD số 5 có tựa đề là Mùa Sầu Riêng. CD này thì gồm 10 bài hát: 1 Khúc Ca Đồng Tháp, 2 Mùa Sầu Riêng, 3 Ghét Anh Ghê Đi, 4 Chỉ Có Một Người, 5 Gió Về Miền Xuôi, 6 Đưa Em Vào Hạ, 7 Cưới Em, 8 Phận Gái Thuyền Quyên, 9 Mai Kia Hòa Bình, 10 Một Chiếc Cầu. Ok, trên đây là chọn bộ đĩa CD tái bản làng văn. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với em báo hôm nay số điện thoại 0976 262 263. Em lấy chọn bộ, em bao ship toàn quốc ạ. Còn lấy lẻ là 200.000 đồng một CD chưa bao gồm ship.